Cận cảnh loài rắn độc bá chủ trên đảo rắn Brazil. Với gần 400.000 con rắn độc bậc nhất thế giới, ở hòn đảo Ilha da Quaimada, Grande tại Brazil vừa là nỗi sợ vừa kích thích sự hiếu kỳ của du khách ưa mạo hiểm. Theo tin tức, Ilha da Quaimada, Grande là một hòn đảo rộng 45 hectare nằm lẻ loi ở Nam Đại Tây Dương và cách bờ biển Sao Paulo 35 km. Với vẻ đẹp bình yên này, nơi đây đáng ra là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất ở Brazil. Nếu không chứa tới hơn 400.000 con rắn cực độc, trên đảo duy nhất có một ngọn hải đăng và hầu như không có người sống. Có một truyền thuyết rằng cư dân cuối cùng sống trên đảo là người canh gác ngọn hải đăng. Một đêm, hàng trăm con rắn trườn qua cửa sổ tấn công gia đình ông, khiến họ phải tìm cách trốn thoát ra thuyền ngoài khơi. Tuy nhiên những con rắn dài hơn nửa mét đã treo mình qua những cành cây, cắn cả gia đình này khiến họ chết trong đau đớn. Vì sự hiện diện quá đông đúc của loài động vật nguy hiểm chết người này, Hải quân Brazil đã cấm không cho ai được tới đảo ngoại trừ các nhà khoa học và người canh gác ngọn hải đăng. Suốt từ năm 2010, chuyên trang du lịch nổi tiếng Listverse đã chọn hòn đảo này là địa điểm du lịch kinh khủng nhất thế giới, xếp trên cả khu vực bị ô nhiễm phóng xạ Chernobyl và các núi lửa bùn tại Azerbaijan.